Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lại lên những cái mặt hàng lan rừng bán cho bác nha. Đấy, cây cáo nha, cáo xếp về nha các bác nha. Mã số 1 nha. Mã số 1 của em có giá là 400.000 nha các bác nhé. 400.000. Cây xếp các bác, toàn cây xếp không phải cây lá lướt gì đâu. Xếp rất là đẹp luôn nhá. Mã số 1 400.000. Này, một giò trâu rất là đẹp này. Một giò trâu, cây này một nụ, hai nụ này. Cây này một nụ này và hai cái nụ đang sưng nữa nhé các bác nhé. Tổng là có ba cái nụ dài và hai cái nụ nó đang sưng nữa là 5 cái nhé. Đấy, mã số 2 nhé các bác nhé. 380.000 nhé các bác nhá. 380.000 cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này. Mã số 3 này. Đấy. Một nụ, hai nụ, ba nụ này. Đấy, em thấy có ba nụ đây. Mã số 3 nhá các bác nhá. Mã số 3 này. Cái này thì nó hơi bị lỗi lá chút nhá, em phải nói rõ trên video với các bác. Mã số 3 của em có giá là 500.000 nhá các bác nhá. Ba cây VIP như này nhá. 500.000 cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, một giò kiểu mỡ gà rất là to này. Rất là to, đang sưng nụ này các bác này, đang sưng nụ này. Đấy. Mã số 4 nha các bác nhá. Của em có giá là 350.000 nha các bác nhá. 350.000. Cho mã số 4 nhá. Mã số 5 này các bác này, vẫn là kiểu mỡ gà này. Mã số 5 nhá. Của em có giá là 320.000. 320.000 cho mã số 5 nhá. Kiểu mỡ gà. Mã số 6 này các bác này, kiều trắng nhá. Đây là kiều trắng nhá. Mã số 6 của em có giá là 400.000. 400.000 cho mã số 6 nha các bác nhá. Kiều trắng thân thủ rất là đẹp này. Mã số 7 này các bác này, một giò hạc vĩ thiên cung nữ bố này. 320.000 nha các bác nhá. Nó xuống hết lá rồi, bây giờ những cái này về thì các bác treo chăm tưới nó rất là dễ thôi. Chỉ vài ngày tưới nước một lần được, rất là dễ đi. 320.000 cho mã số 7 nhé các bác nhé. Mã số 8 này các bác này, một bảng long tu xuân này. Long tu xuân nó đang vàng lá xuống lá nhé các bác nhé. Mã số 8 của em có giá là 200.000 nhé các bác nhé. 200.000 cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, vẫn là long tu xuân tiếp này. Mã số 9 của em cũng có giá 200.000 nhé các bác nhé. Đẹp long lanh như này nhé. Quá đẹp luôn. Mã số 9 cũng 200.000. Mã số 10 này các bác này, một giò hoàng thảo vôi nhé. Đấy, 220.000 nhé các bác nhé. Cho mã số 10, đây là hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. 220.000 cho mã số 10. Mã số 11 này các bác này, một bảng hạc vĩ thiên cung nữ bố tiếp theo này. Mã số 11 của em có giá là 350.000 nha các bác nhá. 350.000 hạc vĩ thiên cung nữ bố nhá. Cái này mã số 11 nha các bác nhá. 350.000. Mã số 12 này các bác này, một giò kiều vuông độc bắc như này nhá. 250.000 nha các bác nhá. 250.000 cho mã số 12, kiều vuông độc bắc.
Mã số 13 này các bác này, một giò kiều mỡ gà này. Đấy, đẹp như này nhá. Mã số 13 của em có giá là 320.000 nha các bác nhá. 320.000 cho mã số 13 kiều mỡ gà. Mã số 14 này các bác này, một chậu đen rô đỏ này. Đen rô đỏ nhá. Đang nụ nhá, đang sưng rất nhiều nụ. Đây này các bác này, đang sưng rất nhiều nụ này. Mã số 14 của em có giá là 200.000 nha các bác nhá. 200.000 nha các bác nhá, cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, vẫn là đen rô đỏ này, cũng đang chi chít nụ nhá. Mã số 15 của em cũng có giá 200.000 nha các bác nhé. Cũng có giá 200.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, nụ thì các bác nhìn này, nó lên kinh điển luôn này, cả nụ cả kỳ. Mã số 16 nha các bác nhé. Đấy, đẹp rô đỏ nhá. Của em có giá là 300.000 nha các bác nhé. 300.000 cho mã số 16 nhé các bác nhé. 17 này, mã số 17, cái đây là một chậu trầm dòng đỏ nhé các bác nhé. Trầm dòng đỏ có 5 thân rất là đẹp. Mã số 17 của em có giá là 160.000 nha các bác nhé. 160.000 cho mã số 17. Mã số 18 này các bác này, đây là một chậu kim điệp xuân nhé. Kim điệp xuân hoa vàng rất là thơm. Mã số 18 của em có giá là 150.000 nha các bác nhé. 150.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, một chậu sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên rất đẹp nhé. Mã số 19 của em có giá là 380.000. 380.000 nha các bác nhé, cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này, một chậu tam bảo sắc rất là đẹp này. Tam bảo sắc này các bác này, 250.000 nha các bác nhé, cho mã số 20. Tam bảo sắc rất là VIP luôn, hoa cực kỳ thơm. Mã số 21 này các bác này, vẫn là tam bảo sắc này, 3 cây này, 3 cây xếp đẹp long lanh như này này. Mã số 21 nha các bác nhé, của em có giá là 200.000 nha các bác nhé. 200.000 cho mã số 21. Mã số 22 này các bác này, mã số 22 này, một giò chuỗi ngọc Điện Biên nha các bác nhé. Mã số 22 của em có giá là 380.000 nha các bác nhé. 380.000 cho mã số 22, một chậu chuỗi ngọc Điện Biên rất là to luôn nhé. 380.000. Mã số 23 này các bác này, mã số 23 đây là một giò long tu lá tím nhé. Một thân hoa 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân nhé các bác nhé. Mã số 24 nhé các bác nhé, của em có giá là 200.000, 7 thân hoa này nhé các bác nhé. 7 thân hoa, 200.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, đây là một giò quế trang tháng 8 nha các bác nhé. Quế trang tháng 8 rất là VIP này. 1 cây, 2 cây, 3 cây nha các bác nhé. 4 cây, 2 cây con, 2 cây to nha các bác nhé. Đấy, của em có giá là 550.000 nha các bác nhé. 550.000 như này nha các bác nhá. Đấy, đẹp như này nhá. Cho mã số 26 nha các bác nhá. Mã số 27 này các bác này. Mã số 27, một giò chậu tam màu sắc như này nhá. Đấy, mã số 27 của em có giá 200.000 một chậu như này. Có 1 cây, 2 3 4 5 6 cây. Mã số 27 nhé, 200.000
rất là đẹp nhé. Mã số 28 này các bạn này, đây là một chậu gà nhé, đùi gà tròn nhé các bác nhé. Đây, đùi gà tròn Lai Châu, mã số 28 của em có giá là 350.000 nhé các bác nhé, 350.000 cho mã số 28. Mã số 29 này các bác này, một chậu đen rô đỏ tiếp này. Mã số 29 của em có giá là 200.000 nhé các bác nhé, đen rô đỏ cũng đang sưng nụ này các bác này, cũng 200.000 nhé các bác nhé, cho mã số 29. Tiếp theo này các bác này, mã số 30 này, đây là một chậu kiều trắng nhé. Mã số 30 nhé, của em có giá là 350.000 nhé các bác nhé, cho chậu kiều trắng mã số 30 này nhé, 350.000 cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, một cái trụ quế trong tháng 8, đây là toàn bộ là cây giống nhé các bác nhé. Đây là em phải nói rõ trên video, toàn bộ cây rất nhỏ và cây giống nhé. Mã số 31 nhé các bác nhé, có một cây 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây nhé. Mã số 31, đây là quế trắng tháng 8 giống, của em có giá là 200.000 nhé các bác nhé, 200.000 cho mã số 31 nhé. Cây thì nó đã thuần hết rồi các bác nhé, nó đã thuần hết trên cái khúc gỗ này, nó bám chặt rồi nhé, 200.000 cho mã số 31. Mã số 32 này các bác này, một trụ sơn thủy tiên này. Mã số 32 nhé, của em có giá 450.000. Đấy, một trụ sơn thủy tiên như này nhé. Mã số 33 này các bác này, một chậu trầm rồng đỏ tiếp theo này, ba cây như này nhá. Mã số 33 của em có giá là 120.000 nhé các bác nhé, có ba cây nhé các bác nhé, 120.000 cho mã số 33. Mã số 34 này các bác này, cái này có bốn cây này. Đấy, cái này có 4 cây nhé. Mã số 34 của em có giá là 150.000 nhé các bác nhé, 4 cây, cây dài nhất của nó là 6-70 cm này. Đấy, hơn 60 cm này. Mã số 34 nhé các bác nhé, 150.000. Mã số 35 này các bác này, một bảng hoàng thảo vôi này, hoàng thảo vôi nhé, nó đang chuẩn bị xuống lá nhé. Mã số 35 của em có giá là 600.000, 600.000 nhé các bác nhé, cho mã số 35 hoàng thảo vôi này. Đấy, cho mã số 35 nhé các bác nhé, 600.000. Mã số 36 này các bác này, một bảng tam bảo sắc này. Mã số 36 nhé các bác nhé, của em có giá là 250.000, 250.000 cho mã số 36 nhé. Cái này là tam bảo sắc nhé các bác nhé, 250.000 mã số 36. Mã số 37 này các bác này, một giò đùi gà tròn như này nhé. Mã số 37 của em có giá là 400.000 nhé các bác nhé, 400.000 cho mã số 37, đùi gà tròn rất đẹp luôn, rất nhiều thân hoa nhé các bác nhé, nó phải hơn 20 cái. Mã số 38 này các bác này, một giò tam bảo sắc này. Đấy, chồng thế mẹ con từ bé đến lớn nhé. Mã số 38 của em có giá là 200.000 nhé các bác nhé, 200.000 cho mã số 38 tam bảo sắc Lai Châu, hoa rất là thơm luôn. Mã số 39 này các bác này, một giò long tu lá tím này, một thân hoa này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Của em có giá là
220.000 nhé các bác nhé. Thôi lấy các bác 200 thôi, vì có một cái thân này nó hơi bị gập này các bác này. Thân này nó hơi bị gập. Lấy các bác 200 nhé. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.